đây là thân máy các bác nhá. Thân máy thì sẽ đi theo có một ống tổ và một túi đựng bụi như thế này. Một bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho em có một thân máy này, một pin và một sạc các bác ạ. Pin trong 10C trên pin phổ thông nha. Sạc vàng như thế này cho em, và pin của Huka thì nó có thể là màu đen, có thể lại là màu vàng các bác ạ. Đấy, mỗi một bộ sản phẩm thì cứ đầy đủ cho em một thân máy, một pin và một sạc các bác nhá. Hàng này sẽ là hàng chân pin phổ thông, cho nên là nếu mà anh em nào ở nhà có sẵn những cái khối pin chân pin phổ thông như này rồi, mình có thể mua thân máy. Hôm nay là em có thể bóc tách này, anh em mình có thể mua thân máy riêng này hoặc là mua trọn bộ nha. Ở nhà có pin rồi mình chỉ cần mua thân máy thôi, không có pin thì mua trọn bộ như này cho em, được chưa ạ? Trọn bộ sẽ theo một pin 10 xe và một sạc, hôm nay thì giá đại xeo rẻ lắm anh em ạ. Đầu tiên bây giờ em sẽ thử cho anh em mình cái chức năng thổi bụi nhá. Túi bụi anh em mình lắp cho em cái ống thổi như này, túi đựng bụi như này. Đấy, và lắp pin vào đây. Khi làm mà mình hút bụi ấy, thì mình sẽ nhất thiết là phải dùng đến cái ống thổi bụi này. Còn nếu như mà anh em mà thổi bụi ấy, thì mình không cần ống, không cần cái túi đựng bụi lại được, chỉ cần một cái ống thổi lại thôi được rồi. Đấy, còn hút bụi thì là nhất thiết là phải có cái túi đựng bụi này nhá. Bây giờ em sẽ thổi cho anh mình cái chức năng thổi bụi này. Đây, nào thổi như này cho em. Giấy nhá, cái hộp của nó sẽ là hộp giấy như thế này. Anh em làm mua thân máy này, nếu như mà mua thân máy thì nó sẽ có theo hai cái sản phẩm như thế này. Đấy, như thế này nha. Thì giá là có 450 thôi. Còn nếu anh em mình mua nguyên bộ thì sẽ có theo một pin màu sáng như này nữa. Đấy, nguyên bộ thì giá là có 750 thôi, hàng chính hãng của Huka. Đấy, bây giờ em nhìn cho em này, quay sát ở đây cho em nhìn rõ cái sản phẩm này này. Đẹp cực kỳ luôn anh em ạ. Đấy, đây nó sẽ là cái hàng thời đầu của Huka cho anh em nhá. Với mức giá hôm nay thì xem cái giá này là em xem giá lỗ rồi, bởi vì là trong kho nó còn số lượng rất là ít. Cho nên là anh em nào bị đang cần nha, quan tâm thì mình hãy nhanh tay nhá, đặt hàng sớm lên đơn hàng là có đơn thành công. Nhớ gọi cho em là máy thổi bụi pin của Huka loại hộp giấy nhá. Anh em có thể mua thân máy riêng hay là mua trọn bộ cũng được nha. Đấy, giá bình thường là anh em mua hôm nay là với cái mức giá này là được rẻ hơn gần 200.000 một đơn hàng đấy anh em nhá. Đấy, giá này là những cái sản phẩm này nó là hàng đời đầu chứ nó không phải hàng đời mới bây giờ đâu. Đời đầu. Đấy, cái này em bị sốt kho nó còn một thùng lên là em sẽ sell cho anh mình nha. Hàng đời đầu thì dùng bao giờ nó cũng ngon và ok hơn anh em ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ review và giới thiệu cho các bác mình một cái lô máy hàn của Gretman mà bên em mới về kho rất chi là nhiều. Với thiết kế một con máy hàn cực kỳ là nhỏ gọn luôn cho em nhá. Bây giờ thì em sẽ đo thử cho các bác nhà mình cái kích thước này cũng như là trọng lượng máy để cho các bác nhà mình có thể tham khảo được cái mã sản phẩm này. Đây, cái trọng lượng của máy này các bác này. Đây nhá, em sẽ cân thử máy cho các bác nha. Với trọng lượng của máy sẽ là 1,6 kg các bác nha. 1,6 kg. Rất chi là nhỏ gọn, nhẹ nhàng các bác ạ. Và bây giờ em sẽ đo thử cho các bác nhà mình về cái kích thước của máy này. Đây, đầu tiên là em sẽ đo cái chiều dài nha. Chiều dài của máy sẽ là 20cm này. Và đến chiều cao, chiều cao thì sẽ là 14cm. Đó, và chiều rộng này, chiều rộng là 9cm các bác nha. Và với một bộ sản phẩm này thì sẽ đầy đủ như thế này cho em. Đây, em sẽ mở cho các bác nhà mình xem nguyên một hộp thì xem là bao gồm có những cái gì nhá. Các bác sẽ có một máy này. Đấy, trong này thì sẽ có phụ kiện đầy đủ đây. Có một cái mặt nạ hàn, dây hàn, kìm hàn, kẹp mát là sẽ đầy đủ như thế này cho em các bác nha. Cái này dây, em thấy dây của nó khá là dài đấy các bác ạ. Đây, có cả một cái búa gõ rỉ này. Đấy, và cái mặt nạ hàn như thế này các bác nha. Có một cái mặt nạ hàn. Đó, và em sẽ đo thử cho các bác những cái dây để xem dài bao nhiêu mét nha các bác nha. Dây hàn này em thấy rất chi là dài, dài hơn cái một cái hàn khác ở thị trường. Và đặc biệt hôm nay với cái mã sản phẩm này thì mức giá rất chi là ưu đãi. Dây cực kỳ là dài luôn các bác nhé. Đây em sẽ đo thử cho bác xem là dây là dài bao nhiêu mét này. Đây, em sẽ đo thử này. Đây là 1 mét này. Đây là 1 mét nha. Đây, 1 mét, 2 mét. Dây dài tới là 3 mét này, 4 mét này.
trời ơi, dây dài cực kỳ là dài luôn, nó sẽ rơi vào 4,5 m nha các bác nha. Dây hàng sẽ rơi vào là 4,5 m luôn các bác ạ. Siêu dài luôn nha. Bình thường những cái mẫu máy hàn khác là em thấy nó chỉ rơi vào tầm độ 2m, 3m thôi. Cái dây hàn này dài tới 4,5 m các bác ạ. Em vừa đo thử cho các bác thực tế đây rồi. Đấy, dây kẹp mát thì nó sẽ ngắn hơn một chút, kẹp mát là chắc khoảng tầm độ 1m thôi. Đấy, nhưng mà dây hàn thì rất chi là dài. Và với thiết kế này, một con máy hàn cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này. Hàng chính hãng của Gadetman các bác nhá. Gadetman thì sẽ là thương hiệu con của công ty Hukan. Đây, bây giờ em sẽ quay chi tiết sát màn hình vào đây này để cho các bác nhà mình sẽ nhìn được rõ nét, sắc nét từng chi tiết của cái mã sản phẩm này. Đây, hàng thương hiệu, hàng chính hãng, mà đặc biệt thì hôm nay với mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Mức giá phải nói rằng là siêu rẻ, để em sẽ gửi tặng tới tất cả các bác nhá. Đây, cái phần mặt trước của máy này, các bác nhìn cho em này. Đây là mặt trước của máy nha. Gadetman, thương hiệu hàng chính hãng. Các bác về các bác cứ sử dụng mình hàn cho em là que 2,5 l. Hàn que 2,5 l là hàn thoải mái luôn cho em. Đấy, máy thì thiết kế nhỏ gọn như thế này, cho nên là sẽ phù hợp để cho các bác thợ chuyên nghiệp mà các bác cần những con máy nhỏ gọn này, nhẹ nhàng để mình có thể đeo được lên vai thì mình có thể tham khảo mã này nhá. Đằng sau sẽ có quạt nằm mát này. Đấy, phía sau là có quạt nằm mát như thế này cho em. Và đặc biệt ngày hôm nay với một bộ máy hàn đầy đủ phụ kiện chi tiết như thế này, hàng chính hãng của Gadetman, với mức giá chỉ có là 680.000 đồng thôi các bác nha. Model sẽ là MMA 200mm. Hôm nay nếu mà bác nào có nhu cầu chốt đơn mua mã sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp bên nhà em. Số điện thoại ở phần tiêu đề các bác nha. Đấy, số điện thoại em để trên màn hình để cho các bác có thể chủ động mình alo điện thoại để mình đặt hàng. Chốt đơn thì các bác gọi cho em là máy hàn của Gadetman, với mức giá em bán tặng các bác chỉ có 680.000 đồng. Mức giá cực rẻ và cực hời luôn cho em. Và bây giờ tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác nhà mình những cái con máy mài sử dụng là lưỡi một tấc, mài chính hãng của Hukan đây ạ. Đây, máy mài chính hãng của Hukan, thiết kế hàng logo dập nổi như thế này. Máy này thì sẽ là hàng công tắc gạt đuôi nhá, sử dụng là siêu bền công tắc cho em. Máy là máy một tấc các bác ạ. Phụ kiện đi theo máy thì sẽ có tay cầm, tay mẫu bảo vệ lưỡi luôn. Và hôm nay thì đặc biệt với mức giá chỉ có 450.000 đồng thôi, các bác sở hữu ngay một bộ máy mài của Hukan, hàng chính hãng, hàng công ty xịn sò như thế này. Máy thiết kế màu xám xi măng nha, rất chi là đẹp, sạch sẽ luôn. Đây, model của máy này 1080S nha các bác nha. Model của máy đây, công suất là công suất cực đại 800W. Máy thì là máy một tấc. Cho đơn mã này thì các bác gọi cho em là máy mài điện của Hukan màu xám, lại công tắc gạt đuôi, với mức giá chỉ có 450.000 đồng thôi. Mức giá phải nói rằng là siêu rẻ luôn các bác ạ. Và hôm nay thì bên em sẽ về kho rất chi là nhiều hộp đựng đồ cho các bác nhà mình luôn nha. Với những cái mẫu hộp rất chi là đẹp và chắc chắn như thế này các bác ơi. Đây, em sẽ có hai size. Cái này là cái size nhỏ này, cái này là cái size to. Hôm nay nếu mà các bác chốt cái hộp này này, em sẽ có hai kích thước để gửi tặng các bác nha. Với cái mẫu này sẽ là mẫu size nhỏ, hộp sẽ có kích thước là dài 35, cao 15 và rộng 15 cm. Hộp thì sẽ có một cái tay xách như thế này, rất là đẹp và chắc chắn luôn. Chất liệu nó sẽ là nhựa chống vỡ hàng cao cấp nha. Đây, cái mặt chân trên hộp sẽ là nhựa chống vỡ này, đáy hộp cũng là nhựa chống vỡ này. Ở giữa thì sẽ pha thêm một ít inox như thế này, tạo được cái độ thẩm mỹ cho cái hộp, nó rất chi là đẹp luôn. Và đặc biệt này, ngày hôm nay với mức giá rất chi là hời, các bác mà lấy cái hộp size nhỏ này này giá có 250 thôi. Còn cái hộp size to này thì giá sẽ là 300.000 nha. Và bên em sẽ hỗ trợ bao phí ship vận chuyển về tận nhà cho các bác này. Các bác mà chốt mã này, mã này thì các bác gọi cho em là hộp đựng đồ, hộp nhựa pha inox. Đấy, chất liệu nó sẽ là hàng nhựa chống vỡ hàng cao cấp nha. Và ở giữa thì sẽ pha thêm inox như thế này. Hai cái khóa mở cũng là inox luôn. Đấy, và các bác sẽ mở hộp ra như thế này. Ở trong thì sẽ là một ngăn to. Đó, và một nắp đậy như thế này cho em nhá. Rất chi là tiện lợi này. Ở bên nắp hộp thì nó sẽ có cái chỗ này. Đây, sẽ ba cái ô chia nhỏ như thế này, các bác có thể đựng ống vít được. Cái bên này có một ngăn này, bên này cũng có này các bác này. Đấy, hai bên đều có nha. Và hôm nay nếu mà bác làm mà chốt size bé này này, là kích thước là dài 35, cao 15 và rộng 15, giá có 250 thôi. Còn nếu mà các bác lấy cái hộp size to là giá 300.000 thì sẽ có kích thước là dài 44, cao 20 và rộng 20 cm các bác nha. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là hộp nhựa phay lốc nha. Và đây này, cái hộp này nó sẽ có một cái điểm khuyết nhá. Có một cái điểm khuyết ở đây. Đó, để khi mà các bác đựng đồ vào trong hộp, mình có thể dùng chìa khóa để mình khóa hộp lại nha. Đây sẽ là chất liệu nhựa pha inox.
và em có cả cái mẫu mà chất liệu là nhựa. Đấy, chất liệu toàn bộ là nhựa thì cái giá của nó sẽ hợp lý hơn. Đây, chất liệu là nhựa thì em chỉ còn size to thôi, không còn size bé nhé. Cái hộp này hộp size to, kích thước là dài 44, cao 10, cao 20 và rộng 20cm. Và giá ngày hôm nay là 250.000 và em bao ship. Chốt mã này các bác gọi cho em là hộp nhựa size to, giá 250.000 em bao ship này. Đặc biệt này, đây này các bác ơi, hôm nay là em về quạt pin nha các bác nha. Đây là cái mẫu quạt pin chân bi phổ thông rất là tiện lợi. Và cái thời gian vừa qua thì các bác hỏi em rất chi là nhiều. Em đang lắp vào cái quả pin 20 cell của tay ghi như này, chân bi phổ thông này. Cái thân quạt này sẽ là thân quạt 8 inch. Lồng kính, cái đường kính lồng quạt sẽ là 23cm các bác nha. Hai chân bi phổ thông là về các bác là ở nhà mình có sẵn những cái khối pin chân bi thông dụng như này, mình sẽ mua cái thân quạt này về mình xài. Đấy, cái thân quạt này thì thật sự rất chi là bền. Năm ngoái em bán các bác khách nhà em sử dụng rất là nhiều rồi. Và những bác nào mà đã mua từ năm ngoái này, thậm chí là mua từ năm kia, là đến năm nay là vẫn cứ xài ok luôn. Bởi vì là cái độ bền nó rất chi là cao. Bây giờ em sẽ lắp vào pin này, em thử quạt cho các bác xem nhá. Đây, lắp pin này bằng công tắc lên. Siêu mát luôn, siêu đỉnh luôn các bác nha. Với một cái quạt pin tiện lợi như thế này mà giá thì phải nói rằng là siêu rẻ luôn nha các bác nha. Hôm nay là với cái thân quạt pin màu đen này chỉ với mức giá có 199.000 đồng thôi các bác ạ. Thị trường các bác mua là 280 cho đến 320, ngày hôm nay em sale tặng các bác giá chỉ có 199k, các bác nhanh tay mình đặt hàng nhá. Và nhớ lưu ý cho em là cái thân quạt này thì sẽ chưa theo pin. Đấy, bác nào ở nhà có pin có sạc sẵn rồi thì mình sẽ mua thân quạt về xài tận dụng pin ở nhà. Bác nào chưa có pin thì mình nhớ báo bên nhà em để mua thêm pin với sạc nữa. Pin là hôm nay em có rất là nhiều phân khúc pin. Ví dụ như là các bác mà lấy cái mẫu pin 20 cell này này. Pin 20 cell của tay pin nha. Chân pin phổ thông và có đèn báo pin đây. Hôm nay mức giá có 399.000 thôi. Các bác có thể mua pin 10 cell, 15 cell hoặc là pin 20 cell. Đấy, và với cái mẫu pin 20 cell này này, pin 20 cell chính hãng của Tidy, pin 20 cell và giá thì thật sự luôn rẻ hơn cả pin 10 cell. Đấy, bác là ưng mã này, chốt mã này lên đơn gọi cho em là pin 20 cell của Tidy nha. Giá có 399.000 thôi. Còn bác nào có pin có sẵn nhà rồi, mình cứ mua thân quạt về mình tha hồ xài. Và trong cái mùa nắng nóng năm nay thì các bác cứ xài mắt cả mùa hè luôn cho em, không bao giờ lo bị nóng đâu. Bác ơi, hôm nay thì em đang sale cho các bác nhà mình cái lô áo quạt điều hòa với mức giá rất chi là hời các bác nha. Em đang mặc mẫu một chiếc áo màu sàng di rất chi là đẹp như thế này các bác ạ. Hôm nay thì với một bộ áo điều hòa các bác nhận về là sẽ có nguyên bộ như thế này. Đấy, các bác là nguyên một bộ điện là sẽ có hai chiếc quạt không chuẩn than này, một quả pin siêu to dung lượng lớn này, một củ sạc đi kèm này và một dây kết nối cho em các bác nhá. Đấy, và áo thì em sẽ có nhiều màu đấy ạ. Như cái màu em đang mặc thì sẽ là màu giàn di, và đây thì sẽ là màu xanh lý. Và em có cả màu ghi như thế này nữa nha các em nhá. Đấy, cái màu ghi như thế này này. Đây, màu ghi màu xám lông chuột đây này. Màu làm cũng đều rất chi là sao, rất chi là đẹp. Ngày hôm nay thì các bác có thể mua nguyên một bộ cho em. Đấy, nguyên bộ áo điều hòa thì sẽ có một áo và một bộ điện như thế này. Trời ơi, xịn sò bắt bò như thế này luôn mà giá có 650 thôi các em nhá. Đấy, nguyên bộ như thế này cho em ạ, giá có 650 thôi, có một áo và một bộ điện đi kèm. Bác là mình muốn mua thêm một chiếc áo lẻ để mình mặc thay đổi mình giặt áo thì mình sẽ mua thêm một cái áo lẻ thì giá của nó sẽ là 250.000 một chiếc áo. Đấy, còn nguyên một bộ thì sẽ là 650.000. Bộ điện bên em sẽ là hàng quạt siêu to, quạt không chổ than nha các em nhá. Đấy, và pin của nó sẽ là pin dung lượng lớn ạ, pin siêu to khổng lồ luôn cho em. Ở đây thì sẽ có một cái dây kết nối và các anh sẽ nối vào cho em này. Cái dây rắc màu đỏ này thì các anh sẽ lắp vào cái quả pin này nhá. Dây rắc màu đỏ thì mình lắp vào quả pin, còn hai cái rắc màu đen thì mình sẽ nối vào quả cho em. Và các bác nhớ cho em là hai chiếc quạt này thì các bác sẽ lắp vào phía sau lưng áo để mình sẽ khởi động pin lên để cho quạt nó hoạt động, là mình sẽ sử dụng nó rất chi là mát luôn. Đấy, cái quạt em đang mặc là em đã đấu pin rồi đấy. Em đã đấu pin rồi đây này các bác nhìn này. Đây này, phía sau nó có hai cái quạt. Đấy, lắp hai quạt và sau đó là mình đấu pin vào. Đây nhá, bên trong này nhá. Bên trong áo thì nó sẽ có cái túi này. Đấy, các anh sẽ đựng pin vào túi áo đây ạ. Đấy, túi áo như này cho em. Rất chi là gọn gàng, dễ sử dụng cực kỳ luôn nha các anh nhá. Đấy, nguyên bộ sản phẩm như này hôm nay giá rẻ giá hời như thế này. Các anh mình nhanh tay khẩn trương đặt hàng. Đấy, cái màu em đang mặc đó là cái màu xanh giàn di. Đấy, cái màu giàn di nó sẽ là cái màu đẹp và sang chỉnh nhất luôn. Đấy, em thích nhất là cái màu giàn di này cho các bác. Nếu mà em lựa chọn mặc áo điều hòa thì bao giờ em cũng vẫn thích mặc cái màu giàn di. Vì cái màu giàn di nó sẽ là cái màu đẹp nhất và dễ mặc nhất. Ai cũng có thể mặc được này, từ nam này, nữ lại mặc được hết luôn cho em. Và đặc biệt nhau em sẽ có size nha các bác nhá. Sẽ có đủ size áo cho các bác ạ.
rãi. Nếu như mà các bác nào mình hay đi làm công trình, công trường, làm công ty, làm nơi lắng, làm nơi nhiệt độ cao thì các bác hãy sắm ngay cho mình hoặc cho người thân nhà mình một bộ áo điều hòa như thế này, sẽ là một giải pháp hiệu quả để các bác có thể sử dụng trong cái mùa lắng lắng này. Và ngày hôm nay với mức giá nguyên bộ chỉ có 650.000 thì em nói thật sự là cái giá này chỉ bằng 1-2 cái công thôi. Các bác bỏ ra 650.000 để sắm ngay bộ áo điều hòa như này nhưng mình sẽ sử dụng được đến 3-4 năm nữa. Đấy, với cái bộ sản phẩm này rất là nhiều các khách hàng quen nhà em đã mua từ năm ngoái, từ năm kia là đến năm nay các bác vẫn cứ bỏ là các bác dài vẫn chưa hỏng đâu, dùng rất chi là bền luôn các bác nhá. Đấy, và cái thao tác sử dụng thì nó cũng cực kỳ là đơn giản như em, và các bác cứ đấu vào những ngày cho em để bật khỏi động pin đây là xài luôn nhá. Đấy, cái phần sắt này thì cắm nhiều khi nó có thể nó sẽ hơi chặt một chút thì các bác nhớ là cắm là mình phải cho vào đúng hết lớp cho em nhá, thì quạt nó mới hoạt động, nó mới cung cấp điện vào được nha. Đấy, mình cắm quạt vào sau đó là khởi động pin lên. Khởi động pin lên là quạt sẽ hoạt động thôi nha. Đây, đấy, hai chiếc quạt như thế này cho em này. Chiếc kia là chạy rồi, cái chiếc này em muốn chưa vào lớp này. Đấy, vào lớp hết rồi đây này các bác này. Đấy, cực kỳ là mát luôn các bác nha. Đây, nguyên một bộ điện như thế này sẽ là một pin và hai quạt cho em. Các bác điều chỉnh cho em tốc độ gió, tốc mạnh, tốc nhẹ này. Đấy, rất chi là mát nha các bác nhìn này. Trời ơi, cực kỳ là mát xịn tòi như thế này mà giá rẻ trên này. Mát rười rượi luôn cho em các bác nhá. Mát rười rượi như thế này. Đấy, quay sát cho các bác nhà mình xem cái tốc độ gió này. Đấy, các bác nhìn thấy cái tóc của em nó bay phốc vừa chưa? Đấy, tóc của em là đang bay phốc vừa luôn rồi này các bác này. Trời ơi, mát cực kỳ là mát luôn mà nó mát mát một cách dễ chịu luôn đấy các bác ạ. Mát là mát một cách dễ chịu luôn nhá, chứ không phải là mát theo cái kiểu thốc thốc khó chịu đâu các bác. Đấy, mát cực kỳ là dễ chịu luôn cho em. Đấy, quay sát vào đây để cho các bác nhìn này. Đấy, cái bộ điện của nó này. Đấy, nguyên bộ như thế này cho em này. Đấy, hàng xịn sò nhá, chuẩn xịn nhá, hàng loại 1 nhá. Và nhớ cho em này. Đấy, quay chi tiết vào đây để cho các bác nhìn. Đây, em sẽ quay chi tiết vào đây cho các bác nhìn cái chất liệu áo nhá. Đây, cái bộ điện của nó sẽ là bộ điện xịn sò như thế này. Và cái chất liệu áo đây này các bác này. Chất liệu áo của bên nhà em sẽ là hàng chất liệu mềm mịn và siêu mát, thấm hút mồ hôi cho các bác nhà mình luôn. Hàng 2 lớp các bác nha. Hàng 2 lớp này áo là có túi ngực như thế này luôn cho em này. Đấy, gấu áo là có bo chun như thế này nha. Gấu áo là có bo chun như thế này. Cho nên là khi mà các bác mặc lên người á, nó sẽ bo áo lại. Đấy, để những cái luồng gió nó sẽ thoát ra là nó chạy xung quanh cơ thể các bác luôn. Đấy, rất chi là mát luôn. Và đây sẽ là một cái giải pháp cực kỳ là hiệu quả cho các bác sử dụng trong cái mùa lắng nóng năm nay nhá. Và số lượng này em còn một ít cho nên là em sẽ sale rẻ. Giá rất chi là hời, giá chỉ bằng một nửa giá thị trường thôi. Cho nên là anh nào ưng, anh nào chốt thì nhanh tay đặt tà sớm cho em. Lên đơn cho em là áo điều hòa canh nhá. Canh có thể lấy trọn bộ hoặc là lấy thêm 1-2 cái áo lẻ là cũng ok nhá. Với chất liệu rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Với cái sản phẩm này sẽ bao gồm này. Đấy, quay sát vào đây để cho các bác nhìn mình nhìn rõ này. Đấy, cái này nó sẽ có là bao gồm sẽ có 9 cái khẩu bun lông 1/2 chất liệu bao đẹp nha, từ khẩu 8 cho đến khẩu 24. Ở đây thì sẽ có khẩu 8 này, khẩu 10, 11 này, 12, 13, 14, 17 này, 21 và 24 các bác ạ. Có những cái cỡ khẩu như em vừa đọc tên nhá. Và ngoài ra sẽ có thêm một cái lối dài khẩu như thế này và một cái chồng mở tay tự động. Khẩu là khẩu 1/2 và chồng mở tay cũng là chồng 1/2. Với cái bộ khẩu này nó sẽ có 11 chi tiết nguyên một set như thế này. Mà hôm nay các bác mua chỉ với mức giá có 180.000 đồng thôi các bác ạ. 180.000 đồng thôi nhá. Và em sẽ hỗ trợ bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Với những cái bộ khẩu đa năng như thế này, mua một lần dùng mãi mãi các bác. Chất liệu là mạ cà rôm sáng bóng như thế này, bao bền, bao đẹp và bao rẻ cho các bác luôn. Cái này nó rất là tiện bởi vì là các bác có thể mở bằng máy được và mở bằng tay được luôn nhá. Khi nào không có máy thì mình sẽ lắp vào cái chồng mở tay này, mình sẽ sử dụng mở bằng tay luôn. Đấy, các bác chốt đơn thì gọi cho em là bộ khẩu bun lông 11 chi tiết nhá. Giá 180k này, bây giờ lên tiếp cho em này. Đây, bên này sẽ là những cái thân máy bun lông của Huka hàng chính hãng các bác ơi. Đây là thân máy bu lông 2 trong 1, với thiết kế đầu 1/2 và giữa có lỗ lủng giác, đa năng và tiện lợi cực kỳ luôn. Các bác có thể sử dụng này, ra vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít được này, khoan tường được này. Lực xếp của máy sẽ là 320 N này. Máy là sử dụng motor từ không chổi than và hàng logo dập nổi này. Ở đây sẽ là hàng chân bi thông dụng nhá. Và các bác sẽ lắp vào những cái khối bi chân bi phổ thông như thế này cho em. Đấy, lắp vào bi phổ thông cho em này. Đó. Và hôm nay đặc biệt với một mức giá cực kỳ là ưu đãi để dành tặng tới tất cả các bác, chỉ với mức giá 399
99.000 đồng thôi. Các bác sẽ sở hữu ngay được một cái thân máy vu lông pin đa năng, hàng chính hãng của Hukan các bác nhé. Lên đơn các bác gọi cho em là thân máy vu lông Hukan mã 320 Newton với mức giá em bán tặng là 399.000. Và ở phía bên kia thì em sẽ còn một ít cái thân máy Hukan Z1800. Thân máy Hukan Z1800 thì các bác nhìn cho em đây ạ. Cái này nó sẽ là một thân máy là chưa theo pin nhá. Nhưng mà cái thân máy này thì thật sự nó rất chi là khỏe. Cái này nó sẽ là đầu 13 ly, đầu auto lock, đầu kim loại này, hàng có khóa trục luôn ạ. Đi theo máy sẽ có một cái tay cầm phụ và các bác có một cái hộp đựng máy như thế này. Cái hộp của nó rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn nhá. Cái mẫu máy này thì sẽ có lực tích cực đại lên tới là 120 Newton. Các bác có khả năng dung loại bê tông. Đấy, và ba chức năng. Chức năng bắn vít, chức năng khoan, chức năng búa độ trợ khoan tường, điều chỉnh hai tốc độ nhanh chậm trên máy như thế này. Đầu máy 13 ly thì các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại cho em và con máy này sẽ điều chỉnh được 20 cấp độ trượt. Máy sử dụng motor từ không chổi than nhé, chân bi phổ thông này. Và đây sẽ là hàng cao cấp nhất của Hukan các bác ạ. Với thiết kế máy sẽ là dòng động cơ từ nhá, motor từ không chổi than, dòng động cơ liền khối các bạn. Thiết kế là động cơ liền khối và có chức năng chống bặn của tay để khi mà các bác đi rút gọn bê tông á, nó có bị kẹt mũi thì nó cũng không bị lao vào mặt nhá. Đây là một thân máy cho em, nguyên hộp như thế này. Đây, có một cái hộp đựng này, một thân máy này và một tay cầm phụ này. Hôm nay là em sẽ tặng canh giá sẽ là 1.280.000 một thân máy, hỗ trợ bao ship tận nhà, canh làm điện nước điện lạnh này, canh mà cần máy khỏe này để mình có thể đi rút loại bê tông thì tham khảo ngay cho em mã này. Đây em sẽ kiếm cái cối pin để em thử máy cho các bác xem nha. Đây mình sẽ lắp vào cái cối pin chân pin thông dụng như thế này ạ. Đây rất là mạnh luôn, có hai tốc các bác nha, hai tốc độ này. Đấy, logo dọc đổ trên máy hàng chính hãng của Hukan. Các bác xài cực kỳ yên tâm và chất lượng cho em nhé. Lên đôi mã này các bác cứ gọi cho em là thân máy Hukan Z1800, máy màu xám xi măng. Đấy, và bên này trong này thì em còn một ít cái máy khoan bê tông. Đây là bê tông của Dunlop các bác ạ. Đây, bây giờ quay sát màn hình vào đây để cho các bác nhìn thấy cái sản phẩm này nhá. Nó sẽ đẹp này, sắc nét từng chi tiết này. Đây các bác nhìn cho em cái logo dập đổi của máy này. Logo dập đổi trên máy này với mức giá ngày hôm nay chỉ có 560.000 đồng thôi nha. Các bác sở hữu ngay một con máy khoan bê tông hàng chính hãng của Dunlop. Logo dập đổi này, máy 3 chức năng này, có đảo chiều này, đầu mũi khoan 2-26 cho em. Con này nó sẽ xài điện trực tiếp 220V này. Công suất cực đại lên tới là 1010W và hàng dây đồng 100% các bác nha. Hôm nay em sẽ tặng các bác giá 560.000 nhưng mà con máy này nó có một cái đặc điểm là nó sẽ không có hộp đựng máy, không có mũi khoan mà đục đi kèm. Các bác nhận và chỉ có máy và tay cầm như thế này thôi, nhưng với mức giá chỉ có 560.000. Mức giá này thì rẻ hơn cả một con máy khoan tay. Đấy, các bác chốt mình lên đơn cho em nhé. Hàng chính hãng của Dunlop và dây đồng 100%. Các bác đặt hàng cứ gọi cho em là máy khoan bê tông của Dunlop với mức giá là 560.000 đồng thôi các bác ạ. Các bác ơi, hôm nay thì kho bên em về rất chi là nhiều thương hiệu hàng chính hãng này, đất tông này, quốc ta này và hung ca các bác nha. Số lượng kho hôm nay về rất nhiều các bác ạ. Đặc biệt hôm nay em sẽ sale cho các bác nhà mình máy xịt rửa xe mini hàng chính hãng, mức giá cực kỳ là ưu đãi rẻ nhất thị trường Việt Nam cho các bác. Đây các bác tham khảo cho em. Xin mời các bác cùng tham khảo, đây sẽ là cái chiếc máy rửa xe, máy xịt rửa xe mini hàng chính hãng của Hukan các bác nha. Đây em có chi tiết cho các bác thì mình sẽ là hai mẫu nha các bác. Ở đây sẽ là cái mẫu máy màu xanh ạ. Trước tiên là các bác tham khảo cho cái mẫu màu xanh này, sẽ là model mã sẽ là K6 nha các bác. Đây mã K6. Em mở chi tiết cho các bác cho mình nguyên một bộ. Đây sản phẩm tìm và các bác nhận và sẽ đầy đủ như thế này ạ. Đây sẽ là những cái chiếc máy xịt rửa xe mini phục vụ cho các bác xài gia đình cực kỳ là ok, phù hợp với mọi công việc xịt rửa các bác sử dụng này, rửa xe này, rửa sân thềm nhà cửa, tưới cây cảnh ok, hay là anh em thợ điện lạnh nhá, mình đi sử dụng này, vệ sinh máy lạnh hay là máy giặt cực kỳ là ngon luôn cho em. Mã này thì nó thiết kế là màu xanh, ở đây sẽ có công tắc tắt mở này, đấy cái dây điện dẫn này nhá, dài thì trực tiếp 220V. Đây này các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật này, quay cho các bác nhà mình nhìn cái thông số kỹ thuật và cái đồng hồ bơm áp đây ạ. Đấy các bác nhìn cho em này. Đấy quay sát cái phía bên kia để cho các bác nhìn đọc cái chữ thông số đây này. Đấy, đây. Các bác đọc cho em cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Đồng hồ áp này. Đó, cái mẫu này thì sẽ là cái mẫu máy màu xanh. Có cả một cái nối dài súng, một cái chỗ lọc rác này và
nó khá là to. Đấy, thì chốt đơn cái mã này các bác gọi cho em là máy sửa xe của chúng ta loại màu xanh, mã K6 nhé. Các bác gọi cho em là máy màu xanh mã K6. Giá em bán tặng các bác ngày hôm nay sẽ là 1.250.000 đồng thôi các bác. Các bác lựa chọn cho em màu xanh hoặc màu cam. Ở bên này nó là cái mẫu màu cam này. Đây này các bác này. Màu cam thì sẽ là model K9 nhá. Màu đen là màu cam đây này. À, hai cái màu này thì nói chung là nó vẫn cùng một thương hiệu nhé, cùng một nhà sản xuất. Đấy, hai cái mã này thì nó đều có công suất cực đại lên tới là 2.800W các bác ạ. Đây, cái mẫu này sẽ là cái mẫu màu cam, nó cũng có cái công tắc tắt mở lên. Đấy, các bác nhìn cái thông số kỹ thuật cho em. Đây, thông số kỹ thuật của máy này. Quay cho các bác thì mình cái chỗ phần thông số kỹ thuật. Đây, các bác đọc cho em nhé. Và cái đồng hồ áp này, đây này. Cái đồng hồ bơm áp đây. Phụ kiện đi theo này cũng là đầy đủ như cái con màu xanh luôn. Tức là các bác nhận và sẽ là nguyên bộ sản phẩm đầy đủ chi tiết như thế này. Và hôm nay với mức giá có 1.250.000 thôi. Đấy, các bác lên đơn cho em nhá. Bây giờ quay sát mình vào đây cho các bác nhìn này. Đây, quay sát này để cho các bác có thể nhìn thấy rõ cái sản phẩm này nó sẽ đẹp, sắc nét từng chi tiết luôn cho em. Các bác có thể lựa chọn màu theo phong thủy nhá. Rất là nhiều bác thì mình muốn chọn màu xanh, hay là nhiều bác thì muốn chọn cái màu cam như này. Màu cam nó là cái màu cam pha màu đen ấy. Nhìn rất là đẹp, sang, sạch sẽ vô cùng luôn. Nói chung là hai cái màu này, màu lại em cũng đều rất là ưng ý. Đấy, là có rất là nhiều model và nhiều màu sắc, nhưng mà em thấy hai cái model này nó là cái mẫu đẹp. Mẫu đẹp mà mức giá thành thì cực kỳ là hợp lý phải chăng? Vừa túi tiền ai cũng có thể mua được nhá. Đấy, bác nào ưng thì mình nhanh tay liên hệ trực tiếp nhà em. Đặt hàng các bác gọi cho em là máy rửa xe của Kutan, lựa chọn cho em màu xanh hoặc màu cam, đồng giá nhau là 1.250.000 trên một bộ sản phẩm nhá. Các bác có thể tham khảo thêm này, bên này sẽ là một con máy rửa xe của Kutan hàng chính hãng. Nó sẽ là hàng cao cấp hơn. Cái con máy này thì nó sẽ thiết kế là đây, thiết kế cho em màu xám xi măng này. Công suất sẽ là hàng 3.200W cho em này. Các bác nhìn cho em cái thông số đây. Đó, hệ cái đồng hồ bơm áp này. Cái này nó sẽ có thêm một cái nút chỉnh áp ở đây này. Cái nút chỉnh áp là các bác có thể chỉnh áp nhỏ hay là áp mạnh là tùy theo ý muốn của các bác. Cái cuộn dây của nó rất chi là dài luôn các bác ạ. Đấy, nguyên bộ như thế này. Cái cuộn dây của nó siêu dài luôn cho em nhá. Có đầy đủ phụ kiện như thế này. Đó, và các bác chốt đơn thì gọi cho em là máy rửa xe chỉnh áp của Kutan loại màu xám. Con này sẽ có mức giá là 2.250.000 đồng. Hôm nay thì với những cái mức giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác nhà mình. Đấy, rất là nhiều các thương hiệu hàng chính hãng nhá. Cho nên là các bác mà đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm luôn để có đơn hàng thành công các bác nha.